cái thời gian của không gian có, chúng ta sẽ thấy hình ảnh Phật thật sự. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Cho nên mà tu thiền mà đến cái tâm mình không tham si thì nó có lực, mà tâm mình còn tham si dù một chút đi nữa nó cũng có lực, mình bảo không được. Cho nên cái thời gian quá khứ cả mấy ngàn năm, từ cái ngày mà Đức Phật tịnh tới giờ là 2545 năm, cái thời gian nó dài vậy. Thế mà cái người mà cái tâm lực nó có, nó dẫn cái tâm của nó đi vào trong cái gì, trở về quá khứ cách đây 2700 năm, nó sẽ gặp Phật, nó sẽ được nghe Đức Phật thuyết giảng, nó đặc biệt như vậy. Còn bây giờ chúng ta dẫn cái tâm chúng ta cách cái giác người kia ở kia, chúng ta thấy rồi. Còn khi mà chúng ta dẫn cái tâm chúng ta được cái thời gian không gian có, chúng ta sẽ thấy hình thành Phật thật sự. Nghĩa là bây giờ ông Phật đã mất lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình đã được dẫn được cái túc mạng minh của mình dẫn được cái tâm mình về quá khứ như vậy đó, thì mình gặp lại ngay ông Phật, cái hình ảnh ông Phật ốm mập mình biết, chứ không phải như cái tượng Phật bây giờ mình đã tưởng tượng ra mình đã đúc như vậy, hoặc là người ta tạm như vậy. Cho nên mình muốn thấy được Phật thì mình phải thân hiện được. Thế cái thiền mà xả tâm này, thì khi cái thiền mà xả tâm này được rồi thì coi như là mình cái tâm mình nó không còn tham sân rồi, thì nó thực sự nó giúp cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của một cái người ơn lớn của chúng ta, tức là Đức Phật, Đức Phật Thích Ca. Còn bây giờ cái hình ảnh mà chúng ta thấy người ta vẽ, người ta đúc, người ta tạc hoặc người ta điêu khắc, những hình ảnh đó là tưởng tượng ra chứ không phải đúng. Cho nên có một người cư sĩ ở ngoài Phan Rang, họ Phú Yên, họ đem vào hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh đó, họ nói rằng cái người mà khảo cổ, họ nói rằng cái ông Cú Lâu Na ngày xưa ông vẽ là cái hình ảnh của Đức Phật. Rồi một cái hình ảnh đó, thì người ta nói cái vị cư sĩ nào đó họ đã vẽ lại ở trong cái ký ức của họ cái hình ảnh đó lại khi họ gặp Phật. Thì cái người đó họ mang hai cái hình ảnh đó họ đến hỏi xin thầy xác nhận coi phải cái hình ảnh này giống không. Một cái hình ảnh thì râu thồn sàm dữ tợn, còn hình ảnh thì cũng người Ấn Độ, toàn là người Ấn Độ, mà cái hình ảnh thì cái mặt dai vậy. Thì hỏi thầy coi nó có đúng không, thầy nói Cú Lâu Na và cái gì tu sĩ nào mà vẽ lại hai cái hình ảnh này đều là ở trong cái thế giới tưởng, nó không phải đó. Bởi vì thầy chưa từng nghe Cú Lâu Na là một quả sĩ thôi. Thế mà ở trong này người ta tưởng là người ta nói Cú Lâu Na đã là do cái tài của mình mà vẽ Đức Phật như này. Cho nên thầy đấy khi mà nhìn lại thì thấy, trong khi mà mình trở về với Túc Mạng Minh á, để gặp lại Đức Phật á, cái hình ảnh này nó giống, cho nên thầy xác định người ta chỉ tưởng tượng. Cho nên tất cả những cái này á, thật sự ra thì từ cái sơ thiền mà chúng ta đi vào để mà chúng ta thực hiện được những cái gì mà chúng ta muốn. Cho nên khi dùng cái ý thức mình muốn được cái gì đó thì nó làm được cái ấy, thì chúng ta hãy thực hiện ngay đúng con đường của Phật nhé. Thì đó là cái kinh nghiệm của Đức Phật. Rồi bây giờ tới cái kinh nghiệm của các vị thánh tăng, thánh ni, đệ tử của Đức Phật. Rồi bây giờ qua cái kinh nghiệm của thầy dạy thì quý Phật tử thấy thầy dạy có sai cái đường thiền định của đạo Phật. Đức Phật bảo ngăn áo diệt ác, thầy cũng dạy ngăn áo diệt ác để đi vào thiền định. Rồi Đức Phật dạy chư ác mạt pháp chúng thiền phụng hành tự tịch diệt, nghĩa là các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện thì tự tâm ý của mình nó sẽ thanh tịnh. Còn bây giờ mình muốn ngang chương tâm mình còn tham sân si mà muốn nó thanh tịnh thì không thể thanh tịnh. Cho nên bây giờ mình ví dụ như mình ngồi mình giữ cái tâm mình niệm Phật, hoặc là mình giữ tâm mình đừng có cho vọng tưởng bằng cách này bằng cách khác, mà không có lo giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì cái tâm nó chưa thanh tịnh. Vì giới luật nó còn tạm thì nó làm sao nó thanh tịnh được. Cho nên mình lấy giới để ghi vào một cái lộ trình, mình thấy cái tâm mình còn phạm, đây là còn ác pháp rồi, hãy giữ gìn cái giới cho thanh tịnh. Mà càng giữ gìn thanh tịnh thì cái tâm nó lại đi tham sân si, bởi vì cái giới luật nó xác định được cái tâm của mình đi gì vậy. Cho nên lấy giới mà làm cái đường đi vào. Cho nên Đức Phật nói giới luật là thầy của mình, nó sẽ dẫn đường mình đi vào đúng đường. Cho nên khi mà tu thăm giới thì nó có định rồi, mà nó có định rồi thì tất cả sau này các định khác thì nó nhập dễ dàng rồi, cho đến tâm mình cũng không còn. Đó là cái hướng đi của đạo Phật, nó cụ thể là